Hôm 4 tháng 4 năm 2021, Phong Savan Sofavadi, thí sinh đăng quang cuộc thi Miss World Lào, Hoa hậu Thế giới Lào 2021, bất ngờ tuyên bố từ bỏ vương miện Hoa hậu chỉ sau 3 ngày đăng quang. Trên trang cá nhân, cô bày tỏ: "Xin gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức và những khán giả đã luôn tin tưởng cuộc thi. Xin cảm ơn cha mẹ, người thân và tất cả những người xa lạ đã luôn ủng hộ tôi." Bên cạnh đó, Phong Savan Sofavadi cũng chia sẻ khoảnh khắc tham gia hoạt động mới cùng hai Á hậu cùng với dòng tâm sự: "Hôm qua là ngày đầu tiên, cũng là ngày cuối cùng tôi dùng hết khả năng của mình để hoàn thành tốt nhất vai trò mà bản thân được giao phó. Cảm ơn mọi người đã luôn cổ vũ, động viên tôi trong thời gian qua." Thông tin Phong Savan Sofavadi từ bỏ vương miện cũng nhanh chóng được phía Miss World Lào 2021 xác nhận qua trang Facebook chính thức của cuộc thi. "Xin chào, tôi là Saikel Sidavong, chủ tịch cuộc thi Miss World Lào. Tôi thông báo đã được Phong Savan Sofavadi, Hoa hậu Thế giới Lào 2021, đăng tải lên Facebook cá nhân. Cô ấy muốn trả lại vương miện Hoa hậu cho ban tổ chức vì một số lý do chưa được tiết lộ. Vì vậy, thay mặt ban tổ chức, tôi tuyên bố hủy bỏ danh hiệu Miss World Lào 2021 của cô ấy từ hôm nay. Văn bản chính thức về việc trả lại vương miện và bổ nhiệm tân Hoa hậu sẽ sớm được công bố." Không những thế, Phong Savan Sofavadi còn bày tỏ nguyện vọng trao lại danh hiệu Hoa hậu cho người xứng đáng hơn. Tuy nhiên, lý do vì sao tân Hoa hậu Lào có quyết định gây sốc này thì không được cô chia sẻ. Đây được xem là động thái mới nhất của người đẹp sau khi vướng phải làn sóng chỉ trích vì cô có hành động gian lận trong cuộc thi Miss World Lào. Cụ thể, ngay sau khi tân Hoa hậu Lào đăng quang, dân mạng lập tức đào lại thông tin cô từng tham gia một cuộc thi nhan sắc khác trong nước hồi năm 2007. Theo hồ sơ được ban tổ chức khi ấy công bố, lúc đó Phong Savan Sofavadi 16 tuổi. Thế nhưng, sau 14 năm, cô lại cung cấp thông tin cá nhân rằng mình mới 26 tuổi tại đấu trường Miss World Lào 2021. Đáng chú ý, hình ảnh chụp cận cảnh chứng minh nhân dân của Phong Savan Sofavadi rò rỉ trên mạng cũng ghi rõ cô sinh năm 1991, tức hiện tại đã 30 tuổi, quá tuổi tham gia cuộc thi. Sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Lào Phong Savan Sofavadi cũng đã nhận nhiều lời bàn tán về nhan sắc, làm dấy lên nghi vấn người đẹp này mua giải.